Hôm nay chúng ta học bài Hoạt cảnh ngày hội. Tiết này gồm hai tiết 19, 20. Ở phần thứ nhất là khám phá, và chúng ta sẽ tập hợp các nhân vật để tạo hoạt cảnh. Ở phần hoạt động, chúng ta quan sát tranh dưới đây và thảo luận trong vòng 3 phút. Ở chúng ta sẽ lựa chọn các nhân vật theo nhóm và thảo luận tìm ý tưởng cho hoạt cảnh từ các nhân vật này. Ở đây thầy giới thiệu cho các em hai nhóm nhân vật. Ở phần gợi ý thì chúng ta sẽ lựa chọn các nhân vật theo nhóm và dựa trên hai bức tranh thầy mới giới thiệu cho các em, thì nhóm các nhân vật sân khấu và nhóm các nhân vật biểu diễn trang phục thời trang, và chúng ta sẽ có ý tưởng cho hoạt cảnh từ các nhân vật này là sân khấu biểu diễn trong nhà hoặc là không gian ở ngoài trời. Phần 2 là kiến tạo kiến thức kỹ trang. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mô hình hoạt cảnh với nhân vật 3D. Chúng ta sẽ quan sát hình trong trang 43 sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi là ở hoạt cảnh trong sách giáo khoa, lớp cảnh nào được tạo trước, lớp cảnh nào được tạo sau, các nhân vật và các lớp bối cảnh cây cối núi non nên có tỷ lệ so với nhau như thế nào để hoạt cảnh hài hòa hợp lý. Chúng ta kết luận, chúng ta kết hợp mô hình dáng người và cảnh vật là có thể diễn tả được cái nét văn hóa trong các hoạt động của con người. Ở đây thầy sẽ cho các em xem các bước tạo mô hình. Đầu tiên, ở bước 1 là chúng ta tạo cảnh vật phù hợp với hoạt động của nhân vật. Bước thứ hai là chúng ta sắp xếp nhân vật và cảnh vật tạo mô hình hoạt cảnh. Và bước thứ ba là chúng ta thêm chi tiết và hoàn thiện mô hình hoạt cảnh. Phần thứ ba, luyện tập sáng tạo. Tạo hoạt cảnh ngày hội từ các nhân vật có sẵn. Để thảo luận nhóm, trao đổi nhóm trong 3 phút để tìm phân đoạn của câu chuyện trong hoạt cảnh phù hợp với các nhân vật của nhóm. Nhóm em lựa chọn hoạt động nào để thể hiện trong mô hình hoạt cảnh? Hoạt động đó cần những cảnh vật tiêu biểu nào? Một số gợi ý của thầy. Chúng ta trao đổi nhóm trong 3 phút để tìm phân đoạn của câu chuyện trong hoạt cảnh phù hợp với các nhân vật của nhóm. Vật liệu nào phù hợp để thể hiện những cảnh vật đó? Cảnh vật đó có kích thước lớn hay nhỏ? Cảnh vật chính có kích thước như thế nào so với nhân vật 3D? Ý cho các em hãy tạo hoạt cảnh ngày hội từ các nhân vật có sẵn, dựa trên cơ sở xác định cảnh vật cần có trong mô hình hoạt cảnh, lựa chọn vật liệu, xác định kích thước và hình thức tạo hình, thực hiện theo ý tưởng của nhóm. Giới thiệu cho em một số sản phẩm của học sinh. Chúng ta thấy đây là một cái quang cảnh của mái đình và cờ phướn của ngày lễ hội. Và đây nữa các em. Thứ tư là chúng ta phân tích đánh giá, trưng bày sản phẩm và chia sẻ.
chúng ta trưng bày sản phẩm và nêu cảm nhận và phân tích ấn tượng với hoạt cảnh nào, hoạt cảnh đó diễn ra diễn tả nội dung gì, có nhân vật có tỷ lệ như thế nào so với cảnh vật trong hoạt cảnh, không gian nhịp điệu trong hoạt cảnh gợi cảm giác gì. Khi chúng ta thay đổi vị trí các nhân vật thì nội dung của hoạt cảnh sẽ như thế nào, cần thay đổi hình khối vị trí nhân vật nào để nội dung hoạt cảnh hấp dẫn hơn. Phần thứ năm, chúng ta ở cái phần vận dụng và phát triển thì chúng ta kể chuyện với hoạt cảnh. Và chúng ta sẽ thảo luận nhóm trong 3 phút và thực hiện các yêu cầu trong sách giáo khoa trang 45. Chúng ta tưởng tượng câu chuyện trong hoạt cảnh và chúng ta sử dụng các nhân vật và bối cảnh vừa tạo để chúng ta có thể kể câu chuyện trong hoạt cảnh. Chúng ta sẽ sử dụng các nhân vật 3D để khám phá nghệ thuật sân khấu kịch rối và cùng nhau kể lại câu chuyện trong hoạt cảnh của nhóm. Câu chuyện em sẽ kể là gì nè? Hoạt cảnh sẽ bắt đầu với nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính trong hoạt cảnh? Gợi ý cho các em, sau khi có sản phẩm với nhân vật và hoạt cảnh, em có thể tưởng tượng ra câu chuyện và bối cảnh của sân khấu kịch như sau. Thứ nhất, nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật làm người xem kịch. Còn sân khấu là trang trí một số đạo cụ dùng cho sân khấu, rèm hoa, v.v. Và tóm tắt câu chuyện trong hoàn cảnh. Nhân vật là học sinh, biểu diễn, hát trên sân khấu nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Khán giả xem và cổ vũ. Ở phần hướng dẫn về nhà, thì sau khi các em xem được phần nội dung bài học thầy vừa trình bày, các em có thể xem và thực hành lại những nội dung mà thầy vừa nêu. Chúc các em làm bài cho tốt. Thầy cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng.